Cô đã em chính cũng với thương hiệu, vừa tạo được thương hiệu có ý nghĩa với sản phẩm, vừa tạo ấn tượng với khách hàng. Các yếu tố chính của thương hiệu thì bao gồm là tên thương hiệu hoặc là nhãn hiệu hàng hóa, logo biểu tượng, câu khẩu hiệu, nhạc hiệu, bao bì, kiểu dáng thiết kế. Phần thứ nhất, tên thương hiệu thì gồm 5 ý chính là khái quát về tên thương hiệu, những yếu tố của một tên thương hiệu lớn, lựa chọn khi đặt tên thương hiệu, một số nguồn ý tưởng cho tên thương hiệu. Phần thuyết trình tiếp theo, các phần nhỏ thì em nhường cho bạn tiếp theo. Xin chào cô và các bạn. Em tên là Đồng Đức Minh và em là thành viên của nhóm 6. Thì sau đây em sẽ giới thiệu với cô và các bạn phần đầu ạ. Thì bài cát về tên thương hiệu thì tên thương hiệu là một trong những quyết định không thể thiếu trong quá trình tạo lập và xây dựng thương hiệu. Nó giúp là doanh nghiệp khẳng định sự hiện diện của mình trên thị trường, giúp khách hàng dễ gọi tên và mua sản phẩm và có thể là công cụ để doanh nghiệp truyền thông dễ dàng và mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Thì cái cắt về tên thương hiệu này thì cũng có một số vai trò là vai trò thứ nhất là định dạng cho sản phẩm và cho phép khách hàng nhận ra, chấp nhận, tẩy chay hay giới thiệu quảng bá cho thương hiệu. Tiếp theo là giúp cho các chương trình truyền thông tới khách hàng là trọng tâm của bất kỳ một chương trình phát triển thương hiệu, thực hiện chức năng như một công cụ pháp luật. Và tiếp theo với Thanh ơi. Tiếp theo là những yếu tố của một tên thương hiệu lớn. Thì một cái tên tốt thì cần là dễ đọc, dễ phát âm và dễ đánh vần. Thì ví dụ như là thương hiệu Honda hay là thương hiệu Yamaha. Yếu tố tiếp theo là truyền tải những thông tin cần thiết về sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo dựng hình ảnh phù hợp cho đối tượng khách hàng mục tiêu, dễ nhớ. Thì ví dụ ở đây là thì như các bạn đã biết thì nếu mà nhắc về các hãng xe máy ở Việt Nam á, thì mọi người chắc sẽ không ai mà quên được là hãng Honda hay là hãng Yamaha. Và theo là được pháp luật bảo hộ. Thì một cái tên lớn thì cần là có những sự khác biệt và dễ truyền cảm và đã được thử thách qua thời gian. Tiếp theo là sự lựa chọn khi đặt tên thương hiệu. Thì một tên thương hiệu lý tưởng thì phải là dễ nhớ, có khả năng là truyền đạt cao về các thuộc tính và lợi nhuận sản phẩm đến với đối tượng khách hàng và được bảo vệ chắc chắn về mặt pháp lý và cạnh tranh. Trên thực tế thì trong rất nhiều trường hợp và các tiêu chí này là mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Thì theo như là tìm hiểu thì em có một cái kết luận là không một yếu tố nào của thương hiệu lại có thể là đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí lựa chọn, và do đó chúng ta cần xem xét và lựa chọn các yếu tố thương hiệu khác nhau và kết hợp chung sao cho là đạt được hiệu quả cao nhằm tạo dựng một thương hiệu có giá trị. Phần trình bày của em đến đây là hết và em xin nhường phần thuyết trình tiếp theo cho bạn tiếp theo ạ. Quay quanh luôn. Em chào cô và các bạn, em tên là Tấn Dũng đến từ nhóm 6. Sau đây em sẽ tiếp tục thuyết trình về hướng dẫn đặt tên thương hiệu và một thương hiệu sẽ được nhận biết dễ dàng và ấn tượng và được nhiều người biết đến nếu như đảm bảo các yêu cầu sau là đơn giản và dễ đọc. Một cái tên đơn giản và dễ đọc sẽ dễ dàng lưu lại trong trí nhớ của khách hàng, và tính đơn giản sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng và nhanh chóng nhận thức được về thương hiệu. Ví dụ như là kem đánh răng BS, bột giặt Omo, nước tẩy viêm và rượu XO. Và cũng qua nhiều năm, các sản phẩm có tên gọi dài cũng có một cách gọi ngắn như là Heineken được gọi tắt là Ken, thuốc lá 555 được gọi là ba số.
Và về về dễ đọc thì là một ưu điểm có thể dễ dàng được truyền miệng và tạo nên ấn tượng khó quên trong trí nhớ. Dễ đọc giúp khách hàng cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi đọc tên thương hiệu khi mua sắm, và ngược lại một số tên dài phức tạp, đặc biệt là nếu không phải là ngôn ngữ bản địa, có thể gây ra cho khách hàng sự ngại ngùng, bối rối khi phát âm. Kết quả là họ sẽ tránh phải nhắc đến những cái tên như vậy. Về thân thiện và có ý nghĩa là một sự cân nhắc kế tiếp về thương hiệu để được dễ nhớ, đó là tính thân thiện và ý nghĩa của nó. Tên thương hiệu sẽ trở nên rõ ràng và ấn tượng. Nó được hình thành bởi sự liên hệ tới một con người, một địa danh, một con vật hay là một thứ gì đó cụ thể. Ví dụ như là Apple, về sự kết nối này sẽ làm tăng được trí nhớ về thương hiệu, về sản phẩm, về sự khác biệt và nổi trội và độc đáo. Là những thương hiệu có tiêu chí như là đơn giản, dễ đọc, thân thiện và có ý nghĩa phải có sự độc đáo và khác biệt. Đây là một yếu tố quan trọng nhằm tạo nên thương hiệu. Sự khác biệt của một tên thương hiệu được xem như có tính cạnh tranh nếu mà thương hiệu. Đây là một yếu tố quan trọng nhằm tăng về sự nhận biết về thương hiệu. Sự khác biệt của một tên thương hiệu có thể được xem như là một lợi thế đối với các thương hiệu về sự cạnh tranh để tạo nên một cái tên khác biệt và nổi trội. Nhiều công ty đã lựa chọn giữa cái kết hợp tạo thành một cái tên chưa từng biết đến, kể cả trong từ điển, ví dụ như là Xto hoặc là Xson. Và ta có thể thấy các tiêu chí xung đột nhau, do đó việc tạo nên một cái tên khác biệt đôi khi đồng nghĩa với việc phải loại trừ một vài tiêu chí khác. Vấn đề của người thiết kế thương hiệu là làm sao để tạo ra những sự kết hợp tối ưu và thỏa mãn đối với các yêu cầu của thương hiệu. Về khả năng liên tưởng, là ngoài khả năng dễ nhớ, tên thương hiệu cần phải có cái truyền tải thông điệp ý nghĩa tới khách hàng cũng như là lợi ích của sản phẩm. Ở các trường hợp cụ thể, tên thương hiệu được dùng như là một công cụ chính trong việc mô tả sản phẩm, ví dụ như là son môi lip eye, sữa Vinamilk. Qua đây về quy trình đặt tên thương hiệu là có rất nhiều quy trình và trình tự đối với việc thiết kế thương hiệu cho một sản phẩm mới. Nhưng nhìn chung có 6 bước cơ bản như sau: là xác định mục tiêu đặt tên thương hiệu là việc đầu tiên của lựa chọn thương hiệu là cho sản phẩm, là phải xác định mục tiêu của việc tạo dựng thương hiệu. Điều quan trọng là phải xác định được ý nghĩa nổi bật của thương hiệu, truyền tải là gì. Bên cạnh đó cũng phải làm rõ vai trò chung của thương hiệu. Về tính khai thác nguồn sáng tạo, là sau khi xác định mục tiêu và chiến lược kế tiếp của khai thác nguồn sáng tạo và có thể đưa ra càng nhiều phương án lựa chọn càng tốt. Cái nguồn sáng tạo có thể cùng từ các cá nhà cung cấp quản lý, các nhân viên trong công ty, các khách hàng hoặc là các nhà phân phối. Công ty có thể quảng cáo hoặc là chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và phát triển thương hiệu, hoặc là các phần mềm mà đặt tự động đặt tên. Như là ở bước này, các công ty có thể thu được hàng chục, thậm chí hàng trăm và hàng nghìn các phương án tên gọi khác nhau về xem xét và lựa chọn các phương án đặt tên. Đây là một bước kế tiếp, căn cứ vào mục tiêu thiết kế thương hiệu và marketing đã xác định ở bước 1. Tên gọi được xem xét, đánh giá nhằm sàng lọc, rút lại thành một vài danh sách ngắn. Tiêu chí có thể loại trừ như là các tên đa nghĩa, các tên khó đọc hoặc là không phát âm trôi chảy. Tên được sử dụng gần giống với lại các thương hiệu đã có, tên gây sức phức tạp về mặt pháp luật, và các tên gây xung đột với một vị trí, với một mục tiêu định vị của thương hiệu. Sau đó cần có các buổi làm việc giữa các nhà quản lý với các công ty, với các đối tác tư vấn thương hiệu để cùng đánh giá một cách chi tiết kỹ lưỡng nhằm rút ra danh sách và tên gọi thương hiệu và phương án cuối cùng tối ưu nhất. Về việc thăm dò phản ứng của người tiêu dùng, đây là bước thứ tư, và tiến hành điều tra thăm dò người tiêu dùng để kiểm chứng cái tính khả thi cũng như tính dễ nhớ và ý nghĩa của các phương án của từng thương hiệu. Việc kiểm tra thái độ và phản ứng của người tiêu dùng được tiến hành rất nhiều hình thức, như là phỏng vấn trực tiếp hoặc là đưa phiếu hỏi. Thậm chí có nhiều công ty còn sử dụng các chương trình bán hàng thử nghiệm bằng cách đưa ra cho người tiêu dùng những sản phẩm với các thương hiệu khác nhau. Và cách thăm dò này, cái ưu nhược điểm của từng phương án đã được bộc lộ. Nội dung quan trọng của trong bước này là phải làm sao để biết được phản ứng của người tiêu dùng đối với thương hiệu đã
được lựa chọn. Nó có thể gây ấn tượng hay không, có thể bị sai lệch sang một người khác, có vi phạm những quy tắc đạo đức và phong tục không, và khả năng truyền miệng của nó đến đâu. Bước cuối cùng là lựa chọn phương án cuối cùng và tên chính thức. Đây là bước cuối cùng dựa trên tất cả các thông tin đã thu thập được trước đây. Ban lãnh đạo công ty sẽ lựa chọn một cái tên thương hiệu đáp ứng đối với mục tiêu marketing và tạo dựng được thương hiệu đã đề ra. Bây giờ chỉ còn việc tiến hành chính thức đăng ký bảo hộ độc quyền cho thương hiệu. Về một số ý tưởng cho tên thương hiệu thì ta có thể có rất nhiều cái ý tưởng để đặt tên cho thương hiệu, như là tên người, là doanh nghiệp có thể sử dụng một tên người, đó là người sáng lập hoặc là người chủ sở hữu, để trở thành một tên thương hiệu, như là Honda và Dr. Thanh. Một tên thương hiệu với tên riêng sẽ giúp cho khách hàng mang lại cảm giác thân thiện đối với khách hàng, nhất là đối với các tên quen thuộc đối với của họ. Về tên địa danh là một địa danh được sử dụng cho các sản phẩm gắn liền với địa danh của nó, thường là các sản phẩm nông lâm thủy sản, ví dụ như là rượu vang Đà Lạt hay là bia Sài Gòn. Tuy vậy, một doanh nghiệp có thể sử dụng tên địa danh cho sản phẩm của mình rất khó được bảo hộ. Bên cạnh đó, các sản phẩm của doanh nghiệp cũng không được tạo nên sự khác biệt đối với các sản phẩm khác chỉ cùng địa danh. Và tên của một nhân vật hư cấu là nhân vật hư cấu có thể có trước khi đặt tên thương hiệu, cũng như có thể cho tính doanh nghiệp tạo ra một nhân vật này để truyền tải thông tin tập trung đối với để giới thiệu nhân vật và các công chúng. Cái thương hiệu tạo nên tên nhân vật nổi tiếng muốn chiếm được niềm tin hoặc là tình cảm của công chúng đối với sản phẩm về nhân vật đó. Về tên loài vật, hiện tượng thiên nhiên, dụng cụ và đồ vật thì thường được nhắc đến trong cuộc sống con người, ví dụ như là tôm hoa sen, điện bóng điện rạng đông, và cái tên thực hiện được lấy theo cách này. Và một cách khác là sử dụng từ ngữ tự tạo, là tổ hợp các từ ngữ tự tạo với một cách phát âm mới và không có trong từ điển, ví dụ như là Intel. Lợi thế của cách này là có khả năng có bảo hộ cao và tính độc đáo, được thống nhất ở các thị trường khác nhau. Và sử dụng từ thông dụng là những từ ngữ có một nghĩa nào đó. Lợi thế của từ thuật ngữ thông dụng là đẹp, có khả năng truyền tải được các thông điệp tích cực, thân thiện đối với người tiêu dùng. Và điểm hạn chế của việc này là có thể bị nhầm lẫn giữa các thương hiệu khác nhau trên thị trường. Và sử dụng từ ghép là sự kết hợp của các việc dùng các âm tiết dễ nhận biết. Từ ghép được ưu điểm là các từ tự tạo, thông dụng, từ ghép có thể truyền tải các thông điệp tích cực vì nó có tính liên tưởng và gợi nhớ. Hơn nữa, các có thể truyền tải thông điệp với sự kết hợp giữa nhiều từ dễ dàng và bảo hộ vì từ ghép thường không có trong từ điển. Ví dụ như là Pepsi, Kodak. Và sử dụng từ viết tắt. Sử dụng từ viết tắt là kết hợp giữa các chữ cái đầu trong cụm từ, thường là viết tắt của một phần tên riêng trong doanh nghiệp, có thể là từ viết tắt của giao dịch trong tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Từ viết tắt cũng có thể phát âm qua thông điệp nào đó, ví dụ như là Việt Nam, là viết tắt của Việt Nam. Rồi ôi, chắc đi là xây. Một số từ viết tắt ngắn gọn có thể tạm được này hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Xin hết ạ. Mời bạn tiếp theo. Sau đây em xin thuyết trình tiếp phần của bạn. Logo được xem là biểu tượng rất quan trọng, cung cấp cho người tiêu dùng nhận biết ngay tức khắc và ghi nhớ mạnh mẽ về thương hiệu, công việc kinh doanh cũng như sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Logo làm nổi bật hơn các yếu tố thương hiệu, tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu. Qua luôn Thanh.
Vai trò của logo trong kinh doanh. Vai trò của logo đối với một doanh nghiệp thì nó chính là biểu tượng được sử dụng chủ yếu vào mức và mục đích nhận diện. Ngoài ra, giúp khách hàng xác định được sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu, tăng hiệu quả bán hàng, nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp. Đầu tiên, giúp khách hàng xác định được sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Ví dụ, các hãng hàng không thường có logo gắn liền với biểu tượng máy bay. Giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu. Ví dụ, Adidas sẽ để logo trên mọi ấn phẩm truyền thông như bao bì, sản phẩm, bản hiệu, email và doanh nghiệp cung cấp. Nhờ tần suất xuất hiện liên tục, logo dần được khắc sâu vào tâm trí của khách hàng, tăng hiệu quả bán hàng. Khi khách hàng đã ấn tượng với logo của doanh nghiệp, bạn sẽ giúp hoạt động bán hàng của doanh nghiệp này trở nên suôn sẻ hơn, vì khách hàng có xu hướng mua sản phẩm có logo quen thuộc, ví dụ nước rửa chén Sinh Lai. Nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp, ví dụ khi tham gia đấu thầu với lợi thế sản phẩm như nhau, thì đội nhận diện thương hiệu của công ty nào chuyên nghiệp hơn sẽ chiếm ưu thế hơn. Nói cách khác, logo đã nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp. Qua slide thôi. Tính cách thương hiệu trong việc thiết kế logo biểu tượng. Tính cách của một thương hiệu thường được tạo dựng, giới thiệu và đóng vai trò trung tâm trong các chương trình quảng cáo và thiết kế bao bì. Tính cách thương hiệu có nhiều hình thức thể hiện, như có thể qua con vật hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình hoặc cuốn truyện tranh nổi tiếng nào đó. Tuy nhiên, nhìn chung, tính cách thông qua các con vật được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt trên các bao bì sản phẩm. Tính cách thương hiệu mà công ty hướng tới phụ thuộc đặc điểm của từng phân đoạn khách hàng mục tiêu. Do vậy, công ty cần nghiên cứu thị trường phân khúc khách hàng mục tiêu, xác định tính cách từng nhóm khách hàng như trẻ trung, sang trọng, bình dân, thượng lưu để chọn màu sắc, chất liệu bao bì, thương hiệu, kiểu chữ, đại diện âm thanh, tính cách nhân vật, đại diện cho thương hiệu. Ưu điểm của tính cách thương hiệu: do giàu tính, sống động và hình tượng biểu đạt nên nó dễ được quan tâm chú ý nhằm tạo ra và tăng cường nhận thức của khách hàng. Thông qua những hình ảnh liên hệ sống động của các mục quảng cáo, nó có thể liên hệ dẫn dắt khách hàng đến với những lợi ích mà họ mong muốn. Bởi tính cách chứa đựng yếu tố con người nên nó có thể làm thương hiệu trở nên hóm hỉnh, thú vị và đầy ấn tượng. Do tính cách thương hiệu không gắn liền với ý nghĩa của một sản phẩm cụ thể, nên có thể chuyển đổi dễ dàng cho các loại sản phẩm khác nhau. Qua slide luôn thôi. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng và thiết kế biểu tượng logo: đơn giản, dễ nhận biết và có khả năng phân biệt cao. Một logo đơn giản thường dễ nhận biết và dễ nhớ hơn. Sự đơn giản của logo trong các chi tiết, họa tiết tạo thành đặc trưng, mà còn được thể hiện thông qua sự hài hòa trong việc sử dụng màu sắc, thể hiện hình ảnh triết lý kinh doanh của doanh nghiệp. Một logo luôn chứa đựng trong nó một ý tưởng hoặc hàm ý nào đó mà người sở hữu muốn gửi gắm đến công chúng mục tiêu, như các ý tưởng về phương châm kinh doanh, triết lý kinh doanh, giá trị và tinh thần của thương hiệu. Có tính mỹ thuật cao và phải tạo được ấn tượng nhờ sự đặc sắc. Có tính mỹ thuật trong logo, và logo có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Sự đặc sắc và ấn tượng mạnh mẽ của logo sẽ mang lại sự cảm nhận nhanh và cuốn hút từ người tiêu dùng. Đảm bảo rõ nét ở mọi kích thước và dễ tái tạo trên các chất liệu khác nhau. Sự phong phú về màu sắc và đường nét của logo sẽ gây khó khăn
hoặc tốn kém khi cần thiết để thể hiện logo thu nhỏ trên danh thiếp hoặc huy hiệu. Logo rõ đẹp khi được in bằng màu đen trắng. Khi in màu đen trắng mà các đường nét vẫn không sắc nét thì rất khó rõ ràng khi in bằng các màu khác nhau. Phần thuyết trình của em tới đây là hết. Em xin trình bày phần tiếp theo, phần 3 là câu khẩu hiệu. Câu khẩu hiệu là một đoạn văn ngắn chứa đựng và truyền tải những thông tin mang tính mô tả và thuyết phục về thương hiệu. Câu khẩu hiệu là một bộ phận cấu thành của thương hiệu, nó chiếm một vị trí không kém phần quan trọng trong thương hiệu. Câu khẩu hiệu thường xuất hiện trên các mục quảng cáo, có thể trên truyền hình, áp phích. Câu khẩu hiệu được xem như một cách thức quảng bá thương hiệu rất tốt. Bởi giống như tên thương hiệu, nó là một công cụ ngắn gọn, xúc tích và cực kỳ hiệu quả trong việc tạo dựng giá trị thương hiệu. Câu khẩu hiệu giúp khách hàng dễ hình dung ra thương hiệu đó là gì và sự khác biệt, cạnh tranh của thương hiệu đó so với các đối thủ khác ra sao. Ví dụ như Bitip, non niu bàn trong việc, Tiki, niềm vui mua sắm. Vai trò của câu khẩu hiệu trong marketing, câu khẩu hiệu nằm trong bộ nhận diện thương hiệu và giúp các doanh nghiệp quảng bá tăng khả năng nhận diện thương hiệu trên thương trường bằng cách nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần tên thương hiệu. Câu khẩu hiệu thường diễn tả một lời hứa, lợi ích tiêu dùng sản phẩm, giá trị cốt lõi hay hướng phát triển sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Qua slide Thanh ơi. Câu khẩu hiệu có thể làm tăng nhận thức về thương hiệu bằng cách liên hệ trực tiếp tới các lợi ích tiêu dùng sản phẩm, từ đó gợi mở sự kỳ vọng và thúc đẩy động cơ mua sắm của khách hàng. Ví dụ như câu khẩu hiệu của Azingon, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Quan trọng nhất, câu khẩu hiệu có thể giúp công ty củng cố định vị thương hiệu và thể hiện rõ sự khác biệt. Ví dụ như suy nghĩ khác biệt Apple. Đối với những thương hiệu lớn, câu khẩu hiệu còn là một công cụ khẳng định uy tín và vị trí của mình trên thương trường như Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Với những loại sản phẩm mà quảng cáo đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng giá trị thương hiệu, thì câu khẩu hiệu thường được sử dụng như một cách thức thể hiện sự khác biệt và tạo dựng hình ảnh cho thương hiệu. Và slide Thanh Hồ. Với những mục tiêu khác nhau như thúc đẩy động cơ mua sắm hay củng cố vị trí và định vị thương hiệu, câu khẩu hiệu được thiết kế và cập nhật thường xuyên, nó thích hợp với từng thời kỳ và mục tiêu quảng cáo. Vậy nên khi thiết kế câu khẩu hiệu, chúng ta còn lưu ý, khẩu hiệu phải dễ nhớ, khẩu hiệu phải thể hiện rõ những lợi ích chủ yếu, khẩu hiệu phải làm cho thương hiệu của doanh nghiệp trở nên khác biệt. Khẩu hiệu thành công cũng nên gợi nhớ đến tên thương hiệu. Khẩu hiệu tốt sẽ không để đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng dễ dàng. Phần tiếp theo em xin nhường cho bạn khác ạ. Em xin thuyết trình phần tiếp theo của nhóm là nhạc hiệu. Nhạc hiệu là một yếu tố cấu thành thương hiệu được thể hiện bằng âm nhạc. Ví dụ như Điện Máy Xanh có bài hát chắc mọi người cũng đã nghe rồi là bạn muốn mua tivi hoặc là muốn mua tủ lạnh, mua máy giặt đều có thể mua ở Điện Máy Xanh. Nhạc hiệu thường có sức thu hút và lôi cuốn người nghe, làm cho một quảng cáo trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Nhạc hiệu có thể là một đoạn nhạc nền hoặc một bài hát ngắn. Thực chất đây là một hình thức mở rộng của câu khẩu hiệu. Nhạc hiệu đã trở thành một đặc điểm nhận biết của một thương hiệu. Nhạc hiệu có thể tăng cường nhận thức của khách hàng về tên thương hiệu bằng cách lặp đi lặp lại khéo léo một tên thương hiệu trong một đoạn nhạc. Ví dụ như Shopee có mỗi đợt sale thì Shopee sẽ đều có bài hát giống như là gì cũng có mua hết ở Shopee. Nhạc hiệu cũng có thể truyền tải những lợi ích của thương hiệu nhưng dưới hình thức gián tiếp và trừu tượng.
Mặt khác, nó cũng không thể bổ sung cho logo của thương hiệu, vì thường thì nhãn hiệu sẽ không được đưa lên bao bì sản phẩm cũng như là áp phích quảng cáo. Phần tiếp theo, em nhường cho bạn tiếp theo. Phần tiếp theo cũng không thể thiếu trong việc quảng bá sản phẩm, đó là bao bì sản phẩm. Thì bao bì sản phẩm là hoạt động nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hoặc đặt hàng các loại bao bì của sản phẩm. Bao bì sản phẩm là nhân tố trở nên ngày càng quan trọng trong các chiến lược xây dựng thương hiệu. Ngoài ra thì bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm, mà nó còn chứa đựng rất nhiều các nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chọn mua hàng của họ. Ví dụ như bạn chỉ có 30 phút đi vào siêu thị và bạn chưa biết mua gì, thì những cái bao bì sản phẩm chất lượng hoặc là những cái bao bì sản phẩm bắt mắt thì cũng có thể khiến bạn dễ dàng mua được cái sản phẩm đó hơn. Tiếp theo là bao bì sản phẩm sẽ có 4 yêu cầu. Đầu tiên là phải xác định và thể hiện được thương hiệu. Thứ hai là truyền tải được những thông tin mô tả và thuyết phục về sản phẩm. Thứ ba là thuận tiện trong việc chuyên chở và bảo quản sản phẩm. Thứ tư là thuận tiện trong việc tiêu dùng và bảo quản sản phẩm tại nhà. Có một ví dụ đó là những sản phẩm thực phẩm á, thì những sản phẩm thực phẩm cần... slide tiếp á Thanh. Những sản phẩm thực phẩm á, thì cần chịu được nhiệt độ kín và thuận tiện trong sử dụng, giữ cho sản phẩm được tươi trong quá trình sử dụng, không hại đến môi trường. Trừ những sản phẩm tươi mà chúng ta mua trực tiếp á, thì những sản phẩm đóng hộp hầu hết là đáp ứng được những cái yêu cầu này. Ngoài ra hiện tại thì những sản phẩm đóng hộp á, người ta còn thường xuyên đóng trong các loại hộp bằng kim loại, thì những cái loại hộp đó có thể tái sử dụng và không gây ảnh hưởng đến môi trường quá nhiều. Tiếp theo là bao bì của sản phẩm, vai trò bao bì. Thì hình thức của bao bì được xem là một công cụ quan trọng trong việc nhận thức và gợi nhớ đến sản phẩm. Ví dụ như khi mà các bạn nhắc đến với một ai đó là về bia Heineken chẳng hạn, thì người ta sẽ nghĩ đến là cái chai hoặc là cái lon màu xanh. Đó, cái màu xanh đó là cái thứ gọi là ấn tượng của bao bì của bia Heineken. Tiếp theo là cải tiến và đa dạng hóa cấu trúc bao gói có thể tạo ra những điểm khác biệt quan trọng cho sản phẩm, và trong rất nhiều trường hợp nó làm tăng đáng kể thị phần và doanh thu. Ví dụ như là dầu gội sinh siêu, thì mỗi dòng sản phẩm á, sẽ dùng một loại bao bì có màu sắc khác nhau, dùng cho những loại tóc khác nhau và nâng cao đáng kể doanh thu cho doanh nghiệp. Kiểu dáng và hình thức bao bì còn là một công cụ thu hút và lôi cuốn khách hàng. Cũng lại nói đến dầu gội đi, thì các loại dầu gội á, nhà sản xuất cũng sẽ có nhiều loại bao bì khác nhau như là chai lớn, chai nhỏ hoặc là gói, thì nó sẽ thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng trong nhiều dịp khác nhau. Tiếp đến là thiết kế bao bì. Với nhiều lý do khác nhau thì thiết kế bao bì ngày càng trở nên quan trọng và là một bộ phận không thể tách rời của một kế hoạch phát triển sản phẩm. Nhằm đáp ứng mục tiêu marketing thương hiệu, các chuyên gia thiết kế đã sử dụng máy tính cũng như những kỹ thuật hiện đại đồ họa để thiết kế bao bì sản phẩm. Ở trước khi tiến hành thiết kế thì các chuyên gia tư vấn tiến hành nghiên cứu và chia nó ra những yếu tố khác nhau như là tên sản phẩm, logo hoặc là màu sắc. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế bao bì sản phẩm thì đó là lựa chọn màu sắc. Nói về những loại nước chẳng hạn thì màu đỏ người ta sẽ nghĩ ngay đến Coca-Cola, hoặc là màu xanh thì sẽ là Sprite hoặc là bia Heineken. Cũng như là các dòng sữa thì người ta sẽ ưu tiên màu trắng thể hiện cái sự tươi mới và thực của sữa. Tiếp đến là thay đổi bao bì sản phẩm. Việc điều chỉnh bao bì sản phẩm có thể nâng cao giá bán và tiêu thụ tốt hơn, đặc biệt qua những kênh phân phối mới. Khi cần mở rộng nhóm mặt hàng, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi và do đó bao bì sản phẩm trở nên lạc hậu và lỗi thời. Lúc đó thì là lúc mà doanh nghiệp cần phải thay đổi bao bì sản phẩm. Chúng ta lại quay lại ví dụ về bia Heineken đi. Thì trước đây á,
Trong những năm đầu thì Heineken hầu hết là sử dụng chai bằng thủy tinh. Khi mà cái doanh nghiệp biết được đó là chai bằng thủy tinh, trong lúc vận chuyển đó, sẽ rất dễ dàng bị bể, gây nên hư hại cho sản phẩm. Thì vào một thời gian sau đó thì doanh nghiệp đã quyết định là đã quyết định phát hành thêm bao bì mới, đó là bao bì bằng chai nhôm. Cho đến thời điểm hiện tại đó, thì bia Heineken có 3 dạng bao bì chính. Thứ nhất là chai thủy tinh, thứ hai là lon và thứ ba là chai nhôm. Đó cũng là cái cách mà thay đổi bao bì sản phẩm, nhưng mà doanh nghiệp vẫn có thể nâng cao cái kênh phân phối của mình. Tiếp theo là phần kết hợp các yếu tố thương hiệu, thì em xin nhường phần tiếp theo cho bạn. Em xin thuyết trình phần kết hợp các yếu tố thương hiệu. Theo như các bạn đã nói ở trên thì có rất nhiều yếu tố đóng vai trò trong việc xác định giá trị của một thương hiệu, và yếu tố nào thì cũng đều có ưu và nhược điểm của nó. Việc kết hợp các yếu tố đó lại với nhau thì sẽ tạo ra một thương hiệu có thu hút khách hàng và hiệu quả nhất. Đồng thời khi lựa chọn các yếu tố cần phải đảm bảo những yếu tố đó sẽ hỗ trợ và giúp nhau làm nổi bật thương hiệu hơn. Phần tiếp theo em nhiều như bạn tiếp theo. Tiếp theo em xin thuyết trình về phần đăng ký nhãn hiệu. Thì sau khi công việc thiết kế thương hiệu được hoàn thành thì doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục đăng ký thương hiệu ở trong nước và các nước mà doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc dự kiến kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Khi thiết kế thương hiệu thì doanh nghiệp cần kiểm tra xem tên thương hiệu mà doanh nghiệp chọn đã được đăng ký ở Việt Nam hay các nước mà doanh nghiệp kinh doanh hay chưa. Thì ở một số nước công nhận người đăng ký trước nhưng một số người nước lại công nhận người sử dụng trước. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu và tiến hành ngay việc đăng ký nhãn hiệu cả trong nước và quốc tế. Và vì vậy thì để giữ nhãn hiệu của mình không bị đánh cắp thì cần phải đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt. Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu hay còn gọi là đăng ký bảo hộ thương hiệu là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ khi bị xâm phạm đối với các yếu tố thương hiệu. Với rất nhiều chi phí bỏ ra để xây dựng một thương hiệu mạnh thì cộng với khoản lợi nhuận phong phú do thương hiệu mạnh mang lại thì doanh nghiệp cần phải xác định thương hiệu là tài sản và là tài sản lớn nhất của mình. Qua luôn lên. Và tiếp theo thì đến với phần mục đích của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu. Mục đích đầu tiên là khuyến khích đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài và trong nước. Các nhà đầu tư luôn lưu ý đến vấn đề bảo hộ và các đối tượng sử dụng sở hữu công nghiệp, đặc biệt là bảo hộ thương hiệu hàng hóa. Tài sản vô hình quan trọng là của họ, nhất là đối với công ty đa quốc gia. Nếu một nước kêu gọi đầu tư có một hệ thống pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, minh bạch và trong bảo hộ thương hiệu sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ cho một quốc gia. Và mục đích tiếp theo là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho chủ sở hữu thương hiệu. Để có một thương hiệu được nhiều người tin dùng thì khắc sâu vào và tâm trí khách hàng, doanh nghiệp phải tốn thời gian, công sức và tiền bạc vào thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng cáo, quảng bá thương hiệu. Thương hiệu mạnh là tài sản vô hình của doanh nghiệp, nên là việc đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Và một mục đích tiếp theo là bảo hộ lợi ích của quốc gia. Và thì đối với hàng hóa của xuất khẩu, nếu mặt hàng này chưa được đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa tại nước sở tại thì sẽ không thể chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái khiến ảnh hưởng độc đến quyền lợi của nhà sản xuất hoặc có thể mất uy tín và do hàng làm bị giả. Và mục đích tiếp theo là thúc đẩy sáng tạo, đổi mới kỹ thuật sản xuất, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Thì bảo hộ thương hiệu hàng hóa có tác dụng thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới kỹ thuật sản xuất, kích thích cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, các thương hiệu chứ không nhằm lợi dụng thương hiệu của doanh nghiệp khác để tiêu thụ hàng hóa của mình. Và mục đích cuối cùng là góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, thì giúp người tiêu dùng mua đúng thương hiệu đáng tin cậy, chống lại tệ nạn làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua thương hiệu thì người tiêu dùng biết được các thông tin cần thiết và làm mình lựa chọn như là xuất xứ, công dụng, tên nhà sản xuất để có quyền có quyết định mua hàng đúng đắn. Qua cho mình
Và phần tiếp theo là phần đăng ký bảo hộ thương hiệu ở Việt Nam và quốc tế. Thì tại thị trường Việt Nam thì pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam áp dụng nguyên tắc sở hữu ưu tiên của người nộp đơn trước, first to file. Về chi phí cho việc đăng ký tại Việt Nam khá thấp, do vậy các doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký thương hiệu để giành quyền ưu tiên sớm trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Qua chút lên. Và tại thị trường quốc tế thì có hai cách để doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký thương hiệu mà hàng hóa ra nước ngoài. Cách thứ nhất là đăng ký trực tiếp với từng nước. Cách thứ hai là đăng ký theo thỏa ước Madrid hoặc là nghị định thư Madrid. Và đây là phần so sánh giữa nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid. Về cơ quan chuyển tiếp thì nghị định và thỏa ước thì giống nhau về Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Về cơ sở đăng ký thì về nghị định Madrid không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại, chỉ cần nộp đơn tại nước sở tại. Còn về thỏa ước thì phải bắt buộc có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại. Về ngôn ngữ sử dụng thì cả hai nước đều dùng tiếng Pháp, và riêng nghị định Madrid thì phải dùng có thể dùng thêm tiếng Anh. Về thời hạn xét duyệt tôn đơn tối thiểu thì nghị định là trong vòng 18 tháng, và về thỏa ước thì mất 12 tháng. Về thời hạn bảo hộ thì 10 năm, có thể gia hạn là ở nghị định thư, còn về thỏa ước thì và mức độ phụ thuộc vào giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ. Thì về nghị định Madrid thì không cần đề cập vấn đề này, còn về thỏa ước Madrid thì sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu giấy chứng nhận đăng ký tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất cứ lý do gì. Về số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ thì về nghị định Madrid thì lên tới 105 quốc gia, còn thỏa ước Madrid thì chỉ có 55 quốc gia. Và phần tiếp theo về các định nghĩa cơ bản liên quan đến đăng ký bảo hộ thương hiệu. Thứ nhất là quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Và định nghĩa thứ hai là quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch, tích hợp bán dẫn nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra và sở hữu quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Tiếp theo là về chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Và định nghĩa tiếp theo là về sáng chế là giải pháp kỹ thuật được dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một ấn để xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Về kiểu dáng công nghiệp thì là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc và sự kết hợp những yếu tố này. Định nghĩa về nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ và các tổ chức cá nhân của khác nhau. Về nhãn hiệu tập thể là những hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó, và hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Tiếp theo là về nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức cá nhân không sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân đó để chứng nhận được đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác và độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ và vụ mang thương vang như nhãn hiệu. Tiếp theo là về nhãn hiệu liên kết thì là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau có thể liên quan với nhau. Về nhãn hiệu nổi tiếng thì là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Về định nghĩa của tên thương mại là tên gọi của tổ chức cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác cùng trong lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bán hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. Định nghĩa về chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Và cuối cùng định nghĩa về bí mật doanh nghiệp là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Dạ, và phần thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe.
Rồi cô cảm ơn bài thuyết trình của nhóm ha. Hồi nãy thì cô có đặt một cái câu hỏi á, cho nhóm á, thì cô thấy các bạn đưa câu trả lời lên trên chỗ cái ô trò chuyện luôn rồi, nhưng mà cô muốn các bạn trả lời trực tiếp cho cô ha. Sau khi mà thuyết trình xong á, thì các bạn sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi này, các bạn giải thích bằng lời chứ không không ghi lên trên này ha. Thì các bạn nếu đã chuẩn bị xong rồi thì các bạn sẽ trả lời giúp cho cô cái câu hỏi đó ha. Ngoài ra thì lớp có đặt câu hỏi gì nữa thì các bạn đặt câu hỏi nha. Nếu như các bạn chưa rõ phần nào hoặc là có thắc mắc vấn đề gì trong cái quá trình mà các bạn nghe về nội dung nhóm trình bày đó, thì chúng ta cũng đặt ra câu hỏi luôn. Hỏi ở đây không phải là chỉ để cho nhóm trả lời, mà hỏi ở đây là các bạn đặt ra vấn đề, và nếu như nhóm trả lời được thì ok, còn tuy nhiên nếu như vấn đề đó là một cái vấn đề quan trọng thì cô cũng sẽ góp phần giải đáp những cái thắc mắc của các bạn. Hay đó là cách mà chúng ta mà thảo luận với nhau trong cái môn học này luôn đó ha. Cho nên là các bạn trong lớp nếu như thắc mắc cái gì thì các bạn cứ đặt câu hỏi nha. Trong khi đó thì nhóm số 6 trả lời câu hỏi của cô trước ha. Các bạn trả lời trực tiếp luôn, không có ghi lên trên nó nha. Dạ, em xin thay mặt cho nhóm 6 trả lời về phần câu hỏi của cô. Thì đầu tiên là ý nghĩa nguồn gốc của một cái thương hiệu mà nhóm tụi em đã chọn là Shopee. Logo Shopee á, thì mọi người cũng biết á, nó là một cái giỏ hàng màu cam và có chữ Shopee ở trong đó. Logo Shopee được lấy biểu tượng từ cái túi xách đơn giản, nhưng mà lại tổng hợp hết những ý nghĩa của thương hiệu. Hình ảnh trong chiếc túi của logo Shopee á, thì nó khiến người ta nhìn dễ dàng liên tưởng đến việc mua sắm hoặc là kích thích mua sắm. Bản thân tên của cái thương hiệu cũng có từ shop, trong tiếng Anh cũng nghĩa là mua sắm. Với ưu điểm á, thì là dễ nhận biết, để lại ấn tượng đối với khách hàng. Chỉ cần nhắc tới Shopee thì người ta sẽ nghĩ ngay tới chữ shopping, và đặc biệt là câu slogan của Shopee đó là gì cũng có, mua hết ở Shopee. Tức là khách hàng có thể mua tất cả mọi thứ ở Shopee. Và cái thương hiệu này thì mang lại là cái kinh nghiệm để mang lại cái kinh nghiệm mà thương hiệu này mang lại đó là cách đặt tên ngắn gọn cũng như gây ấn tượng dễ nhớ, dễ nhận biết. Chiếc logo của Shopee thì cũng để lại ấn tượng với khách hàng về sự độc đáo. Câu slogan ngắn gọn nhưng lại bao hàm tất cả các ý nghĩa mà thương hiệu muốn đem lại cho khách hàng. Dạ, đây là câu trả lời của nhóm em về phần câu hỏi của cô ạ. À, rồi, cảm ơn nhóm. Ngoài ra thì lớp có đặt câu hỏi hoặc là chưa rõ về vấn đề nào về mặt lý thuyết, cũng như muốn làm rõ hơn về mặt nội dung, thì các bạn có thể đặt câu hỏi ha, để mà nhóm trả lời, hoặc là nếu cần thì cô sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn để các bạn nắm được bài luôn. Bởi vì là như các bạn thấy đó, hai nhóm đã trình bày về một cái chủ đề rồi, cho nên là cái phần lý thuyết các bạn chủ yếu là lắng nghe các nhóm trình bày ha. Và khi mà cô giải thích lại hoặc cô tóm tắt lại thì cô sẽ chỉ đi vào những cái phần chính thôi, những cái phần quan trọng cho các bạn thôi. Cho nên là phần nào mà chưa nắm được thì các bạn cứ đặt câu hỏi ha, để mà chúng ta cùng nhau thảo luận. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ được nhiều hơn. Và tại vì khi mà các bạn học online như thế này nè thì cái khả năng tương tác nó rất là kém đó. Cho nên nếu như các bạn chỉ ngồi nghe không thôi á, thì các bạn sẽ không có nắm được cái gì đâu. Học ở trên lớp kia mà các bạn còn chưa nắm được nữa, cho nên là ở đây thì các bạn cần phải tương tác nhiều hơn, hoặc là tự các bạn phải chủ động nêu ra các vấn đề để mà chúng ta trao đổi với nhau ha. Rồi về bài trình bày của nhóm số 6 thì lúc nãy cô chưa kịp ghi tên một bạn, đó là bạn trình bày sau bạn Lan Hương á, tức là bạn nói chưa được một phút nữa. Cho nên là cô đang lắng nghe và cô chưa kịp ghi tên bạn lại thì bạn đã hết trình bày luôn rồi, nên cô cũng không biết bạn tên gì nữa. Không biết bạn đó tên gì ta? Dạ Thanh cô ơi, em giới thiệu lúc mở đầu bài luôn đó cô. Thanh. Yeah. Rồi, cảm ơn Thanh ha. Cảm ơn bài trình bày của nhóm số 6 ha. Thì nhóm số 6 cũng đã khái quát được các cái nội dung ở lý thuyết về việc chúng ta thiết kế thương hiệu. Thì thật ra thì khi mà các bạn đi làm, khi mà các bạn tiếp cận
Với thực tế đó thì ở đây nó không phải chỉ là các bạn thiết kế về cái tên, về cái logo, câu khẩu hiệu và các cái bao bì cho sản phẩm của mình đâu, mà khi mà chúng ta làm truyền thông marketing cho thương hiệu á, thì chúng ta phải có một bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu đó nó thể hiện qua rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau, và các cái khía cạnh này thì mỗi công ty đó người ta cũng sẽ có một cái quy định riêng rằng là bộ nhận diện thương hiệu của công ty mình thì gồm có những cái gì. Thì có một số những công ty nhỏ đó người ta chỉ bộ nhận diện thương hiệu của họ chỉ là những cái mình vừa mới nói thôi, đúng không? Nhưng mà có những công ty khác đó, thì nó thể hiện ra nhiều thứ hơn, ví dụ như là ngoài những cái yếu tố mà nhóm vừa mới nêu ra đó thì họ còn có ví dụ như là đồng phục nhân viên nè, rồi là hệ thống bảng hiệu cửa hàng nè, hệ thống tức là cái thiết kế tại các cái điểm trưng bày ấy, các bạn, các cái cửa hàng bán đó, hoặc cái điểm phân phối đó thì cũng là hệ thống nhận diện thương hiệu. Ví dụ như là các bạn đi ngang qua các cái con đường, các bạn nhìn qua hai bên đường, các bạn có thể nhanh chóng và ngay lập tức nhận ra cửa hàng của một cái thương hiệu nào đó, hoặc là nơi bán sản phẩm nào đó, thì đó cũng là một cái yếu tố thuộc về hệ thống nhận diện thương hiệu ha. Rồi là ví dụ như là những cái tệp hồ sơ để mà đựng tài liệu vân vân á, thì đó cũng là hệ thống nhận diện thương hiệu. Các bạn thấy là trường Đại học Đà Lạt mình đó thì có một cái tệp đựng hồ sơ, ví dụ như là mấy thầy các bạn dự những cái lễ khai giảng, những cái lễ đồ, các bạn thấy mấy thầy là thay vì là cầm cái tờ giấy diễn văn của mình lên đọc không thôi đó, thì là có một cái bìa ha, gọi là cái bìa đó, để mà chuyện kẹp vào. Thì cái thiết kế ngoài cái bìa đó đó, mình nhìn vào mình cũng biết được rằng đó là cái đặc trưng của trường Đại học Đà Lạt rồi, những cái màu sắc này, những cái hình ảnh này, trên đó có những cái logo rồi vân vân, rồi là qua những cái gọi là cái vật phẩm, cái vật phẩm ví dụ như là móc đeo chìa khóa cho nhân viên chẳng hạn, rồi mũ nón này, rồi là thiết kế ở trên xe, tức là những công ty người ta có những cái xe để người ta chở hàng, hoặc là xe đưa đón công nhân vân vân, thì đó cũng là bộ nhận diện, nó thuộc trong bộ nhận diện thương hiệu. Thì các bạn thấy là để mà chúng ta có thể quảng bá cái thương hiệu của mình ra đó, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái hình ảnh nào đó, đúng không? Cái hình ảnh ở đây giống như là một cái bộ mặt á, đúng chưa? Một cái bộ mặt của công ty đó, cái tên, cái logo, cái bộ nhận diện thương hiệu này nó giống như ngoại hình của một con người. Và khách hàng người ta cũng sẽ có được những cái ấn tượng khác biệt khi mà họ tiếp hiệu này. Và chúng ta có thể hiểu một cách ví von, một cách nôm na, đó là như là ngoại hình của một cái con người đó. Thì nó, các bạn thấy là ngoại hình hiện nay có quan trọng không các bạn? Ngoại hình quan trọng đến thế sao, đúng không? Rất là quan trọng. Cho nên là hiện nay thì các công ty người ta cũng quan tâm đến việc chúng ta thiết kế một cái thương hiệu như thế nào để mà nó mang lại cái sự hỗ trợ tích cực trong quá trình chúng ta phát triển cái thương hiệu của mình. Và ở đây các bạn thấy là nhóm đã nêu ra và cũng như là đưa ra được rất nhiều những cái hình ảnh, ví dụ như là những cái tên của thương hiệu hay hoặc là những cái logo các bạn đưa ra, tuy nhiên là các bạn cũng chưa có đi sâu vào phân tích và giải thích. Thực ra ở những cái nội dung như thế này đó thì về mặt lý thuyết đó, thì chúng ta cũng có thể đọc ở trong giáo trình, nó rất là đầy đủ rồi. Ví dụ như quy trình đặt tên như thế nào, ở trong nó có ghi rồi và mình có thể áp dụng theo những cái bước đó. Tuy nhiên cái mà để mà chúng ta có thể vận dụng được cái lý thuyết vào trong cái thực tế là chúng ta có nhiều cách, đúng không? Có thể là chúng ta tự, chúng ta sáng tạo, chúng ta nghĩ ra. Nhưng mà cái sự sáng tạo đó, việc chúng ta có làm tốt hay không á, nó còn dựa vào việc là chúng ta có kinh nghiệm được hay không. Thường là các bạn nói là làm cái gì mà tốt thì cũng phải từ từ, chứ làm gì mà làm đầu tiên tốt được, phải có kinh nghiệm, đúng không? Vậy thì kinh nghiệm ở đây có thể là chúng ta
tự trải qua và chúng ta rút kinh nghiệm, cũng có thể là chúng ta lấy kinh nghiệm từ những người khác. Thì khi chúng ta phân tích cái tên hoặc là phân tích logo của các cái thương hiệu nổi tiếng, cái sự thay đổi của nó trong cái quá trình phát triển chẳng hạn, hoặc là cái ý nghĩa của việc đặt tên, của việc sử dụng cái logo đó như thế nào, thì đó cũng là một cách để chúng ta có cái nhìn nó bao quát hơn và chúng ta có được nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình chúng ta thiết kế cái thương hiệu của mình. Thì ngày hôm trước thì cô cũng có đọc qua một vài bài của các nhóm khi mà các bạn sử dụng cái mô hình của Keller để mà các bạn thiết kế cho cái sản phẩm của mình á, thì cũng có một vài nhóm các bạn có cái ý tưởng rất là hay. Không biết là cái ý tưởng này các bạn có lấy được ở đâu đó không, có một số nhóm đưa ra cái hình ảnh giống như là có ở đâu đó trên mạng đó ha, nhưng mà cô hy vọng là các bạn chỉ lấy ý tưởng thôi, còn cái việc mà các bạn đặt tên và logo thì nhóm mình tự làm, đúng không? Có thể là các bạn lấy một cái sản phẩm nào đó nó có trên thị trường rồi cũng được, hoặc là một cái ý tưởng nào đó của người ta cũng được. Cái quan trọng của môn học này đó là không phải là ý tưởng nữa ha, mà là từ cái sản phẩm đó các bạn phải tìm ra, đặt cho nó, tạo cho nó một cái đặc tính thương hiệu và các cái nội dung liên quan đến việc các bạn phát triển và quản trị thương hiệu của mình. Đó. Thì một số nhóm thì cũng chưa có nêu được và ứng dụng được một cách rõ ràng nhất, rõ ràng lắm. Còn một số nhóm thì các bạn cũng đã làm tạm ổn rồi ha. Thì mấy bữa nay cô dạy cái lịch nó dày quá nên cô chưa có chấm, cô gửi lại cho các bạn được. Thì sắp tới mà có thời gian thì cô sẽ chấm và cô gửi cho các bạn ha. Cũng như cái môn CIM thì cô cũng chưa có chấm được và cô gửi feedback lại cho các bạn được nữa, tại vì lịch dạy nó dày quá. Thì sắp tới đây thì cô sẽ tranh thủ. Rồi, nhóm lớp có đặt câu hỏi gì cho nhóm không? Nếu như mà không đặt câu hỏi gì thì chắc là mời nhóm tiếp theo các bạn thuyết trình luôn đi. Rồi cô sẽ tóm tắt lại cho các bạn luôn ha, cho nó tiện. Không thôi cô ngồi cô nói nhiều quá rồi, nhóm tiếp theo không biết nói cái gì cô nói hết trơn rồi nữa. Mời nhóm số 10 đi. Giờ thuyết trình luôn hả cô? Dạ cô, như nhóm em có một bạn hơi bận việc ở tiết 2 tiết đầu ấy cô, nên cô cho nhóm em thuyết trình sau giờ ra chơi được không ạ? Thuyết trình sau giờ ra chơi hả? Ok. Rồi như vậy thì cái thời gian còn lại đây thì cô sẽ nhờ một vài nhóm ha, các bạn nêu cái ý tưởng của mình lên và cái đặc tính thương hiệu mà các bạn đã làm cho nó, để chúng ta cùng trải nghiệm, cũng như là nếu có vấn đề gì đó thì góp ý luôn cho các bạn ha. Có nhóm nào các bạn xung phong trước không? Cái bài tập hôm bữa đó các bạn có thể trình bày sơ sơ để chúng ta có thể nắm được, và có vấn đề gì thì góp ý luôn cho các bạn. Bài đó cũng lấy điểm ha các bạn ha, lấy điểm quá trình đó. Nhóm số 7. Nhóm số 7 ơi. Sản phẩm của các bạn là gì? Dạ alo, cô nghe rõ không ạ? Có. Dạ thì cái bài tập đợt trước của nhóm em thì sản phẩm của nhóm em làm đó là cái món bánh tráng miệng của Thái. Thì dạ. Rồi sao, rồi đặc tính của nó là cái gì? Tức là nêu sơ sơ ra đi xem thử là như thế nào rồi. Dạ, cô đợi em tí nha. Cô đợi em tí nhé. Ok. Thank you.
Dạ rồi, làm tại đặt thì em tụi em quyết định chọn cái sản phẩm là các loại bánh tráng miệng Thái này là tại vì là ở thị trường Việt Nam mình đó thì là ẩm thực Thái Lan hiện nay là ẩm thực Thái Lan là đang được đẩy mạnh xúc tiến thông qua nhiều chương trình là nhằm khẳng định được cái vị thế của họ so với ẩm thực Hàn đang làm mưa làm gió. Nhưng mà đối với về cái việc món tráng miệng Thái thì em chưa thấy nổi bật hay là thậm chí là chưa thấy có ở trên thị trường Việt Nam, tại vì mấy món Thái mà xuất hiện trên thị trường thì chủ yếu là mấy món như là gỏi, mấy cái món khai vị như gỏi hoặc là nộm, hoặc là những cái món như là lẩu Thái thôi. Món như lẩu Thái hoặc thậm chí những cái món chỉ thấy những món ăn mà bày bán ở trên những món ăn đường phố bày bán như trên vỉa hè như là kem xôi dừa hoặc là bát Thái vân vân. Thì thậm chí mà cái ẩm thực Việt Nam mà người ta có cái món người ta gọi là món chè Thái á, mà thật sự khi qua bên Thái thì thật sự không hề có cái món đó. Cho nên là tụi em làm cái món bánh tráng miệng Thái này là làm một cái sản phẩm mới với một cái công thức và cách làm truyền thống, hoặc là có thể cải tiến thêm một chút nhằm tấn công đổ bộ vào thị trường Việt Nam và đồng thời mang lại một cái hương vị hoàn toàn mới cho người Việt. Thì các loại bánh tráng miệng Thái mà tụi em đã chọn thì có rất nhiều loại. Ví dụ giống như là lúc cúc thì là bánh, đây là bánh vỏ đậu xanh vỏ thạch, thì mấy cái bánh này thì thường hay thấy ở trong tiệc cưới. Mấy tiệc cưới mấy cái bánh mà hình nó được nặng thành mấy cái hình hình mấy cái quả trái cây á, nhiều màu sắc Cái quả đó hình như là ở Việt Nam mình cũng có hả ta, hay là cái cô thấy trong có, đám nhưng cái cưới độ có phổ biến ở nhất trong trên là Thái đậu thôi. xanh đó hả? Dạ đúng rồi, bánh vỏ đậu xanh vỏ thạch, Là nhưng mà cái cái đó bánh, là nguồn gốc nó từ Thái hả? dạ đúng rồi, nhưng mà cái bánh đó thì độ phổ biến không cao so với mấy bánh khác. Và một số loại bánh Thái truyền thống thì mấy cái tên Thái thì nó sẽ hơi khó đọc tí, nhưng mà tại vì em có đưa có gửi bài qua cho cô thì có gửi cái tên bánh đó cộng với lại một số hình ảnh nên là cô có thể xem qua ạ. Dạ rồi, thì đối rồi xong rồi đối với cái đặc tính thương hiệu của cái món bánh này á, thì với cái độ nhận diện của nó thì là tụi em sẽ cố gắng tạo được cái sự tính xác thực đáng tin cậy, thì có nghĩa là tạo ra được một cái hình ảnh mang đậm nét Thái mà cái phong cách Thái cổ xưa, tạo được cái sự ấn tượng trong lòng khách hàng lâu dài chứ không phải là một cái bộ trang phục mang tạm thời để tạo nên mục đích tiếp thị hay là quảng cáo thời vụ ngắn hạn. Thì đối với cái tiệm bánh của tụi em và cái logo thương hiệu sẽ được thiết kế theo đúng phong cách xứ sở chùa vàng, nó mang đậm kiểu như là những một số biểu tượng mà khi nhìn vô người ta nghĩ tới Thái liền, ví dụ như là vàng, màu vàng của kim loại hoặc là voi hoặc là mấy cái công trình kiến trúc khác, công trình kiến trúc đặc trưng của Thái Lan, chùa vàng các kiểu vân vân. Tiếp đến là tụi em sẽ cố gắng tạo ra được cái sự rõ ràng và thông suốt, thì khi đó làm cho khách hàng khi nghe được cái tên thương hiệu là biết ngay được cái thương hiệu đó đang làm sản phẩm gì. Thì đối với cái logo thì tụi em sẽ cố gắng tạo tạo dựng được một cái hình ảnh mà có bánh và có mang tính chất văn hóa Thái ở trong đó. Tiếp theo là giúp định hướng trong nội bộ thì là một hệ thống nhận diện thương hiệu rõ ràng giúp nhân viên ban điều hành đi đúng hướng với các giá trị cốt lõi và định vị thương hiệu, thì tụi em sẽ đào tạo nhân viên một cách Gia bài đình bản để bảo làm trọng cho thân thể, họ thông qua ai trong để có này một muốn bản thân đọc khỏe về lúc còn cách nhỏ văn hóa lớn miền lên Thái 15 và phục 20 vụ tuổi miền chưa có gia Nam, đình, để nhằm khi bảo mà trọng khách thân hàng tới thể họ sẽ nghĩ ngay không họ sẽ nên thấy thủ được rằng dâm để đây xuất đúng là một dân tinh Thái. rồi sanh ra gì. Ấn Rồi tiếp Độ theo là nói mang lại cái sự đơn 10 đứa giản đến là trẻ khi hết hình ảnh chín thương đứa hiệu được giữ nhận không diện được rõ ràng, rồi các quyết định vì về tất những cả hình chúng ảnh sanh thương hiệu vì sẽ dễ chuyện dàng dâm hình dục thành này cơ mà sở sanh. sẵn trong khung lịch Vì trình sao đầu năm thì chúng tụi tôi em nói sẽ điều kiểu này? như Vì là chúc quý vị thân khỏe mà. có thể quảng bá theo cái Giữ gìn hướng thân như thể, là tiết dục. Hôm nay chúng ăn tôi nói kem chúc hoặc quý vị là thân khỏe, chúng tôi phải chỉ quý vị tổ chức làm qua bằng các cách nào cho thân buổi khỏe. thi, qua qua các hội nghị triển lãm game Và show phải gì cha đó, mẹ phải rồi răng họ dè sẽ nói các chuyện sản này, phẩm nói cho phù hợp nhiều, mỗi ngày phải nói cho qua con đó trẻ. thì qua cái Chứ không show thì tụi em dễ phổ phạm, biến cái mạnh cái khó phong giữ. đó thì
Cho nên ông tổ mới nói là con cái khi sanh ra bắt đầu 5-6 tuổi rồi phải thuê một vị thầy có nho giáo, có đạo đức. Cái gọi là cái đặc tính cốt lõi của mình á là cái gì ha? Ví dụ như là những cái hãng thức ăn nhanh chẳng hạn á, thì cái đặc tính cốt lõi của họ là tiện lợi nè, hoặc là nhanh chóng nè, đúng không? Rồi ví dụ đặc tính thương hiệu của Pizza Domino đó là cái gì các bạn? Gọi là thời gian giao hàng rất là nhanh. Thì tức là khi mà mình tạo ra một cái thương hiệu á, thì mình phải xem thử là cái mà khác biệt của mình á, mà hoặc là khi nói tới mình á, người ta tưởng tượng ra ngay lập tức á, đó là cái gì á, thì đó chính là cái đặc tính thương hiệu đó. Vậy thì nhóm có nghĩ đến cái sự đặc trưng đó là gì chưa? Dạ em nghĩ là nếu mình nói cái đặc trưng đó thì em nghĩ là sự mới lạ. Sự mới lạ với lại là sản xuất ra các loại bánh đó, thì nó sẽ đúng theo những gì như quảng cáo, là nó đẹp, những loại bánh nó sẽ rất là đẹp với vỏ ngoài màu sắc phong phú và chất lượng bên trong thì rất là ngon. Em chỉ nghĩ như thế thôi. Tại vì những món bánh Thái thì thực sự mà nói chứ khi mà tìm hiểu ở trên mạng cũng đã khó rồi. Tụi em có công thức làm, thì tụi em chỉ cố gắng tập trung vào chất lượng của bánh và hình ảnh của bánh. Và nói chung là khi mà quảng bá sản phẩm á, tụi em sẽ không muốn là nó sẽ kiểu giống như là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mà là kiểu như là vừa quảng cáo và vừa thực tế, nó phải giống thì toàn bộ. Rồi cô hiểu ý của nhóm rồi. Cái vấn đề mà về đặc tính thương hiệu á, thì thật ra là mình đưa ra một cái yếu tố nào đó mà mình có thể duy trì nó lâu dài được. Cô lấy ví dụ như là nếu như các bạn đưa ra cái tính mới lạ chẳng hạn ha, mới lạ, thì nếu như chúng ta chọn cái mới lạ làm cái đặc tính thương hiệu thì chúng ta phải duy trì nó lâu dài. Nếu như chúng ta lấy cái mới lạ là, cô lấy ví dụ thôi ha, mà cái ví dụ là chúng ta sẽ lấy một cái gọi là thương hiệu của tôi là luôn luôn hướng tới cái những điều mới lạ. Vậy thì nó sẽ thể hiện thông qua các cái hoạt động của mình trong xuyên suốt cái quá trình hoạt động dẫn tới tương lai luôn. Tức là không phải mới lạ từ bây giờ ha, tức là không phải là bây giờ mình đưa cái sản phẩm Thái về, hiện tại trên thị trường nó chưa có thì nó là mới. Nhưng mà ví dụ như là cô thấy bạn làm ăn được quá, lớp mình thấy là nhóm làm ăn được quá, xong rồi cũng bắt chước như vậy, thì tự nhiên cái mới lạ của mình nó hết mới lạ mất tiêu rồi. Thì nếu như chúng ta ví dụ như là tụi em sẽ có thể biến tấu theo nhiều công thức với nhiều cái hương vị khác nhau. Tức là nếu như mình chọn cái đặc tính là mới lạ đó, thì trong suốt cái quá trình kinh doanh của mình đó, mình phải lấy cái mới lạ đó đặt lên làm đầu. Ví dụ như là ngày hôm nay thì mình, ví dụ như mỗi tuần như vậy đó, thì mình sẽ ra một cái món bánh mới, hoặc là một cái hình thức, ví dụ như là trang trí, hoặc là tạo hình, tạo dáng, đại khái là cái thể loại gì cũng được, miễn sao là mình phải đi theo cái định hướng đó. Tức là khách hàng tới với mình luôn luôn sẽ tìm được cái mới lạ đó. Thì đó chính là cái ví dụ cho đặc tính thương hiệu ha. Còn ví dụ như mình gọi là sử dụng một cái từ để thể hiện cái đặc tính thương hiệu của mình trong ẩm thực, ví dụ như mình có thể lấy được cái từ gọi là cái tinh túy chẳng hạn. Cái tinh túy trong ẩm thực ở đây chúng ta có thể hiểu rằng cái tinh túy nó là chính là cái bản chất của nó, cái mà các bạn có thể hình dung nó là cái truyền thống đó, ha, giống như là cái nghề mà chính gốc á, gọi là những cái yếu tố đó thì chúng ta đem ra có thể làm đặc tính thương hiệu. Thì nếu như chúng ta chọn cái yếu tố gọi là cái tính truyền thống và cái tính chính gốc của nó đó, thì chúng ta phải đảm bảo cái sản phẩm của chúng ta sản xuất ra hoặc là làm ra thì nó luôn luôn bám theo cái công thức gốc. Cho nên là các bạn thấy là ở Việt Nam của chúng ta đó, thậm chí ở Đà Lạt, các bạn thấy là cũng có một vài món ăn Thái, cái quán Thái rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mà cô cũng có đi ăn ở một vài quán á, thì thật ra là quán Thái, nhưng mà để mà người Việt của chúng ta có thể ăn được á, thì nó cũng không phải là 100% nấu theo kiểu Thái đâu. Chứ nếu như nấu theo 100% kiểu Thái thì có thể là mình ăn không có quen đó. Ví dụ như là chúng ta có thể tạo ra
Mặc dù là cái phân khúc thị trường của chúng ta nó có thể là hẹp, tức là không phải là ai cũng thích cái mùi vị đặc trưng đó cả, nhưng mà sẽ có một vài người họ rất là thích đi trải nghiệm cái việc là ăn đúng cái gốc nó thì như thế nào. Hoặc là có những người là họ đi qua Thái, có thể là khẩu vị của họ, họ thích cái món đó và đúng như người Thái, và họ tìm không thấy ở Việt Nam chẳng hạn, thì rõ ràng là cái thị trường của chúng ta nó hẹp lại, nhưng mà nó rất là ổn định ha, thì chúng ta có thể chọn như vậy. Thì đó là cái đặc tính, cho nên là ở đây là cô lấy nhiều cái ví dụ về các cái đặc tính như vậy để các nhóm khác của bạn cũng có thể nhớ lại được cái kiến thức và nắm được cái đặc tính là cái gì. Và nếu như chúng ta mang cái sự tinh túy của truyền phải thống vào đó, 3 đến 5 năm cho nó biết đâu là luân thường, là đạo đức, cái nguyên liệu, đâu là điều đúng, rồi là mùi, đâu là nè, lẽ sai, tỷ lệ sử dụng trong công thức như để thế cho nào, nó ra trường đời như là bên kia luôn, biết để nó tránh đó, chứ không nó gần thì với bạn mình hư mình sẽ chọn ra những cái yếu tố như vậy để mình định hướng mình đi theo, và dùng cho nó có tài. Cái đặc tính mà khi mình chọn ra đó thì chúng ta cũng nên là chọn những cái đặc tính mà ở trên thị trường chưa có, tức là mình một mình khác biệt, hoặc là cái đặc tính đó nó có rồi nhưng mình có thể làm tốt hơn thì là mình nên chọn, đúng không? Đó là về cái đặc tính thương hiệu. Và cái ý tưởng của nhóm 7 thì cũng rất là tốt ha. Rồi cảm ơn nhóm số 7 nè. Cô thử hỏi thêm một nhóm nữa ha. Nhóm số 2 đi. Nhóm số 2 có bạn nào ở đây không? Dạ có ạ. Dạ nhóm em là nhóm em là nói về sản phẩm là ghế đa năng đó cô. Thì trong cái mùa dịch này, hoặc là đối với những người như là có tính chất công việc hay ngồi nhiều chẳng hạn, công việc văn phòng á, thì đa số mọi người thường ở nhà làm việc, và khi ngồi một chỗ quá lâu thì sẽ dẫn đến mỏi cổ và mỏi lưng. Để khắc phục tình trạng đó thì nhóm em đã nghĩ ra cái sản phẩm là ghế đa năng, ghế chống gù lưng và có thể nằm lên trên. Nó là bác sĩ, nó là kỹ sư, nó ông này bà nọ. Nhưng mà người này là gì? Ác nhân chứ không phải thiện nhân. Đẹp mút cao cấp cho người này không phải là chân thiện. Thoải mái, chống gù lưng, có thể tùy. Thì người này có tài mà không có đức, cảm thấy chơi với, không dùng được ở trong xã hội, không dùng được. Viết tài liệu hay là gì đó. Giỏi lắm chỉ nuôi được bản thân trong thời gian ngắn hạn. Mà đã lập gia đình thì thôi, gây rối cho vợ con vô cùng, vì người này là người ác. Có thể vừa làm việc, có thể tiên học lễ học văn, không dạy lễ phép đạo đức trước, cho đi vào trường đời. Thì cái chuyện này quý vị nên suy nghĩ lại. Ngay phía cổ của chiếc ghế thì sẽ có một máy massage. Muốn thân khỏe thì người này phải tiết dục, muốn thân khỏe người này phải ăn chay, và muốn thân khỏe người này phải uống nước trong gọi là đại bi thủy mỗi ngày lễ Phật, uống nước cam lồ, thì chúng tôi tin chắc quý vị là khỏe, với tên thân thể ít bệnh hoạn. Có nhiều người nói thân muốn không bệnh hoạn phải ăn gạo lứt muối mè, lẽ dĩ nhiên cái chuyện đó cũng là một phần nhỏ thôi, chứ ăn gạo lứt muối mè làm sao mà cự lại được cái nghiệp sát sanh ăn thịt chúng sanh từng vô lượng đại kiếp đến bây giờ. Và đặc tính thương hiệu, bởi vì thân này do nghiệp ái mà sanh và bệnh tự thân mà sanh, cho nên cái bệnh này muốn dứt đi thì phải chuyển nghiệp. Massage thông thường khác trên thị chuyển nghiệp thì thân khỏe tâm an. Tính cách thương hiệu là gì? Còn cô nghe chưa rõ lắm. Dạ, tính cách thương hiệu đó là để lại dấu ấn với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm ở đây đó là chống gù nè, giải mỏi cho khách hàng đó cô. Cái mà bạn vừa nói đó, cái mà bạn vừa nói, nó có thể là khi mà nói ra nó thì cảm giác là nó giống cái đặc tính thương hiệu hơn là cái tính cách. Còn cái tính cách ở đây là cái yếu tố mà nó
đặc tính thương hiệu và nó nhân cách hóa lên. Nó có cái gọi là mình tạo cho nó một cái cô ơi, hình như mạng hơi lát nên là bọn em nghe không có rõ cô. Nhân hóa đó. Ví dụ như là sản phẩm của các bạn lắm thôi, nhưng mà cô lấy ví dụ thôi, thì cái tính cách thì dài và khi nói tới là mình phát hiện ra ngay nó là cái gì. Ví dụ à vậy hả, nghe rõ chưa các bạn, nghe rõ hơn chưa? Dạ có rõ hơn một chút rồi cô. Thì như cô nói hồi nãy đó, cái mà yếu tố mà các bạn đưa ra đó nó giống đặc tính thương hiệu hơn, tức là cái kim chỉ nam mà chúng ta dựa vào để chúng ta hoạt động xuyên suốt cái quá trình kinh doanh của mình. Khi mà chúng ta chọn cái đặc tính thương hiệu này nè, thì chúng ta nên lựa chọn cái yếu tố nào gọi là nó mang cái tính chất khác biệt hơn so với các đối thủ khác. Ví dụ như ghế của các bạn nó vừa kết hợp giữa khi mà bạn mô tả đó, thì cô hình dung là nó vừa thay cho cái bàn làm việc luôn đúng không? Dạ đúng rồi cô. Nó vừa thay cho cái bàn làm việc nè, rồi nó vừa thay cho cái ghế massage, tức là cái chức năng massage của nó thì nó không thể chuyên nghiệp như là cái ghế kia rồi, nhưng mà trong cái thiết kế nè, cũng như chúng ta tích hợp một vài vị trí ở trong đó có thể massage, ví dụ như là massage cổ nè, hoặc là ở lưng của chúng ta thì cũng có thể là thiết kế những cái bộ phận nào đó có thể massage được một cách đơn giản nhất, và nó có thể hoạt động cả trong quá trình mà mình đang ngồi làm việc luôn chẳng hạn, đúng chưa? Thì cô nghĩ là nếu như chúng ta chỉ dựa vào cái chất lượng và cái giá rẻ không thôi đó, thì nó cũng chưa phản ánh hết lên được cái sự khác biệt của chúng ta trong cái sản phẩm này. Cô nghĩ là nó là một cái sản phẩm gọi là để chăm sóc sức khỏe ha, vừa có thể sử dụng được hàng ngày nè, vừa chăm sóc sức khỏe nè, với một cái mức giá rẻ nữa. Thì đó là cái cảm nhận của cô đối với cái ý tưởng kinh doanh của nhóm. Vậy thì dựa vào cái cảm nhận đó thì chúng ta có thể liệt kê ra một số những cái từ ngắn gọn ha, để chúng ta có thể diễn tả cho cái đặc tính của nó rồi chúng ta chọn. Tức là chúng ta vẫn làm theo quy trình lý thuyết á, nhưng mà chúng ta hãy gọi là dựa trên cái sự khác biệt mà đặc biệt của cái sản phẩm này á. Chứ nếu như chúng ta đưa một cái sản phẩm như vậy và chúng ta nói là chất lượng và giá rẻ, thì người ta vẫn chưa hình dung ra được. Nếu như trên thị trường mà có nhiều cái sản phẩm như vậy rồi đó, thì chúng ta có thể định hướng và đưa cái đặc tính là chất lượng và giá rẻ vào để cạnh tranh. Nhưng mà cái sản phẩm này nếu như trên thị trường chưa có nhiều á, thì chúng ta nên tận dụng cái tính mới của nó để làm đặc tính, thì nó sẽ có lợi thế hơn. Đó là cái sự góp ý của cô cho cái ý tưởng của nhóm ha. Thì các bạn có thể về để các bạn suy nghĩ thêm. Dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi, thêm một nhóm nào nữa đây ha. Xem ý tưởng là gì, nhóm đó. Bao nhiêu nhóm tất cả ta? Nhóm số 4 đi. Nhóm 4 có ai đây không? Dạ cô ơi. Ơi. Dạ em ở nhóm số 4 á cô. Nói đi em. Dạ nhóm của em làm về máy chuyển đổi ngôn ngữ M4 Translate á cô. Dạ về cái phần mà nhận diện thương hiệu á, thì nhóm em đặt mục tiêu khách hàng là những cá nhân, những cái doanh nghiệp nào mà có họ hợp tác làm ăn với nước ngoài chẳng hạn như là trong ngành du lịch. Và tại vì á, tụi em thấy là hiện nay cái nhu cầu mà du lịch á, của
Người dân mình đó thì rất là nhiều, và đặc biệt là đi du lịch trên khắp thế giới. Chẳng hạn như vậy thì cái máy chuyển đổi ngôn ngữ này nó có thể chuyển đổi từ tiếng Việt sang khoảng 100 loại ngôn ngữ khác nhau trong vòng khoảng 0,2 giây, hoặc là tụi em có thể cái máy chuyển đổi ngôn ngữ này nó có thể chuyển đổi tức thì nhận diện tất cả từ hình ảnh, âm thanh và theo dõi cái quá trình quyết định của khách hàng á, thì khách hàng họ sẽ xem xét là mình có cái nhu cầu sử dụng sản phẩm này hay không. Nếu mà họ tiếp tục họ có tiếp xúc nhiều với người nước ngoài á, hoặc là thường xuyên đi du lịch á, thì họ cần đến cái sản phẩm này và cái sự cần thiết của sản phẩm, rồi sau đó họ mới suy xét xem đến giá cả có phù hợp hay không rồi ra quyết định mua. Dạ cô có nghe không cô? Cô vẫn còn đang nghe đây. À dạ. Rồi tiếp theo đó cái ý nghĩa của cái thương hiệu này á là cái tụi em xác định xem là cái mức độ mà nó có đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hay không. Bao gồm những dựa trên những cái đặc điểm, những cái tính năng, rồi cái độ chính xác, độ độ bền, rồi cái khả năng phục vụ, giá cả chẳng hạn, những cái thiết kế về hình dáng, kích thước của nó phù hợp, nó năng động, nó tiện lợi hoặc là dễ mang theo bên người cho khách hàng của mình đó, khi mà họ đi du lịch chẳng hạn. Còn về cái việc mà xem xét lấy được lòng của khách hàng thì dựa trên những cái chất lượng, những cái uy tín, nhu cầu, những cái đánh giá, rồi sau đó mình tổng hợp và đưa ra những cái biện pháp mà để cải thiện những cái đổi mới, hoặc là nâng cao, đưa ra những cái tính năng mới. Tụi em cái máy chuyển đổi ngôn ngữ này á thì tụi em có tạo ra những cái chương trình, ví dụ như là lòng trung thành đối với khách hàng á, khi mà đưa ra chương trình là bảo hành máy, thu máy cũ đổi máy mới cho khách hàng, hoặc là đi kèm những cái chương trình học ngoại ngữ bao gồm 100 sách giáo khoa tiếng Anh bậc tiểu học tới trung học, hoặc là chương trình phù hợp cho người đi làm hoặc là người học ở tất cả các giai đoạn, rồi từ đó tạo ra cái sự yêu thích cho khách hàng khi mà họ sử dụng cái máy dịch này, vừa sử dụng và vừa học và được học tập luôn, hoặc là tạo ra những cái chương trình quảng cáo trải nghiệm sản phẩm dùng thử khoảng bao nhiêu ngày đó, hoặc nhờ những cái khách mời là người nổi tiếng hoặc là những cái trải nghiệm của khách hàng trước đó để làm cái feedback trên mạng xã hội để tạo ra những cái uy tín để quảng bá thương hiệu cho cái máy chuyển đổi ngôn ngữ của nhóm tụi em. Dạ. Rồi cảm ơn Nhung ha. Dạ. Một cái ý tưởng nó cũng rất là mới và cũng rất là hay. Ở cái môn học này thì các bạn có thể đưa ra bất cứ ý tưởng nào cũng được, có khả thi hay không khả thi gì cũng được hết, quan trọng là chúng ta có thể ứng dụng được cái kiến thức về thương hiệu vô trong nó thôi. Và nhóm cũng đã trình bày về gọi là cái suy tính của nhóm về việc làm thế nào để mà chúng ta quảng bá, tức là chúng ta làm thế nào để marketing cho cái sản phẩm này ra rồi đó. Tuy nhiên là cái vấn đề đầu tiên mà nó liên quan tới cái thương hiệu, và nội gọi là cái kiến thức về thương hiệu á, thì các bạn phải tìm cho nó được một cái đặc tính trước. Cái đặc tính đó, tức là cái dấu hiệu nhận biết đó, tức là cái cảm nhận của người ta về, tức là mình muốn tạo ra một cái hình ảnh như thế nào ha, một cái hình dung như thế nào cho khách hàng về cái sản phẩm của mình đó. Thì như hôm bữa cô nói về cái đặc tính thương hiệu đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái tính từ để mà chúng ta diễn tả cho nó ha. Thì cái hoặc là cái đặc tính này thì các bạn thấy nó thể hiện ra qua rất là nhiều yếu tố, và cái yếu tố mà Nhung vừa trình bày đó thì đó là cái yếu tố là đặc tính thương hiệu nó thể hiện qua một cái sản phẩm, đúng không? Nó thể hiện qua những cái chức năng của thương hiệu đó mang lại cho khách hàng, và cái chức năng cụ thể ở đây đó là sẽ hỗ trợ cho khách hàng về mặt ngôn ngữ,
đi du lịch, đi nhiều nước, qua Campuchia không biết nói tiếng Campuchia sao, qua Thái Lan không biết là Sawanika là gì hết đúng không, thì nó sẽ dịch giúp cho mình vân vân. Đó thì đó là cái chức năng thể hiện qua các cái thuộc tính của một cái sản phẩm. Vậy thì cái đặc tính thương hiệu nó không chỉ thể hiện qua cái thuộc tính mà nó còn thể hiện qua nhiều cái yếu tố khác nữa. Và quan trọng là chúng ta phải có một cái từ hoặc là một cái câu để diễn tả cho cái đặc tính này. Và từ đó chúng ta dựa vào cái câu hoặc là cái từ này để chúng ta có thể triển khai cái đặc tính này ra để truyền tải nó tới cho khách hàng. Như vậy thì nhóm có thể nói rõ hơn giúp cho cô thử là cái đặc tính của nó là gì không? Tức là cô hiểu về cái sản phẩm như vậy rồi, nhưng mà cái đặc tính đó, cái hình dung, cái cảm nhận của khách hàng mà các bạn muốn họ cảm nhận về bản thân sản phẩm, bản thân của thương hiệu nhóm đưa ra là gì? Rồi ví dụ như là nhóm hồi nãy là muốn khách hàng khi mà nghĩ về sản phẩm của mình đó, thì nghĩ về mặt chất lượng. Hoặc là ví dụ như là có nhóm thì là hướng tới cái sự mới lạ ha, vân vân đó, thì là cái đặc tính của các bạn nó thể hiện qua cái yếu tố nào, cái đặc điểm nào? Nếu như chúng ta sử dụng một từ á nó khó diễn đạt quá thì chúng ta có thể sử dụng một câu cũng được. Hình sang nhóm 4 đã xác định được cái đặc tính chưa? Dạ thưa cô, là tính tiện lợi á cô. Tính tiện lợi. Ok, tính tiện lợi. Rồi nếu như mà các bạn chọn gọi là cái tính tiện lợi làm cái đặc tính thương hiệu của mình, thì các bạn thấy đó, khi mà chúng ta xác định ra cái đặc tính thương hiệu rồi, nó là cái kim chỉ nam đúng không? Nó sẽ thể hiện qua rất là nhiều, ví dụ như là cái việc mà có thể dịch ra được 100 ngôn ngữ khác nhau đó, đó chính là cái tính tiện lợi đó. Rồi là việc là có thể là nhận ra cái ngôn ngữ dưới dạng nói, dưới dạng viết, thậm chí là dưới dạng hình ảnh nha. Ví dụ như là các bạn đi qua Ý, các bạn muốn mua trái bưởi, mua trái chuối, các bạn ăn không biết chuối tiếng Ý là cái gì, các bạn có thể sử dụng cái thiết bị này để các bạn chụp hình cái đó ra và chuyển đổi thành tiếng Ý, nó sẽ nói cho các bạn chẳng hạn. Đó là một cái tiện lợi khác thông qua cái thuộc tính về sản phẩm. Rồi nó cũng có thể là thể hiện cái sự tiện lợi đó nữa là thông qua cái thiết kế, ví dụ như là nhỏ gọn, có thể bỏ vào trong túi, rồi là cái thời lượng pin, cái cách sạc pin như thế nào, vân vân, ha, nó cũng sẽ là những cái yếu tố nó thể hiện cái sự tiện lợi đó ra. Và đối với cái sản phẩm này á, thì các bạn có thể gán cho nó một cái đặc tính, ha, gán cho nó một cái đặc tính giống. Thì cái đặc tính ở đây, khi mà các bạn mô tả cái sản phẩm, mặc dù cô chưa thấy nó ha, nhưng mà cái cảm nhận của cô, các bạn có thể tưởng tượng cô là khách hàng đi, thì khi mà các bạn tả ra như vậy đó, thì cô cảm nhận là cái sản phẩm của các bạn giống như là một cái chuyên gia ngôn ngữ cá nhân vậy đó. Tức là thay vì cô phải có một cái người phiên dịch đi kèm đó, thì cô có một cái chiếc máy mà nó giống như một cái chuyên gia về ngôn ngữ, và nó sẽ hỗ trợ cô trong cái quá trình mà cô đi làm việc ở các nước hoặc là đi du lịch vân vân. Thì đó là cái cảm nhận về cái thương hiệu đó dưới hình ảnh là một cái con người, nó mang một cái tính ở đó là giống như là một cái chuyên gia vậy đó, được không ạ? Thì đó là một cái sự đóng góp của cô về, ví dụ các bạn hình dung cô là khách hàng ha, khi mà nói ra thì cô cảm nhận như vậy, thì đó cũng là một cái đóng góp của khách hàng cho các bạn. Và nếu như cái đóng góp này mà trùng ý với các bạn á, thì coi như các bạn đã xác định đặc tính và thể hiện cái sản phẩm này nó đúng rồi. Nhưng mà nhóm thì nhóm ấy rồi, người ta có chồng có con, cô là khách hàng, cô lại tưởng tượng ra như vậy, thì nó có cái độ lệch đúng không, cái độ lệch giữa cái việc mà cái đặc tính mà chúng ta tạo ra với cảm nhận của khách hàng. Thì đó cũng là một cách để chúng ta thấy được rằng là cái cá tính thì do mình tạo ra, cái đặc tính thì do mình tạo ra, nhưng mà
cái việc cảm nhận của khách hàng như thế nào về đặc tính đó mới là cái yếu tố quan trọng. Mình có thể là cái đặc tính mình nghĩ ra là nó là A, nhưng mà mình truyền tải nó sai, cho nên khách hàng nghĩ nó là B. Nếu mình truyền tải nó là đúng, thì khách hàng cũng hiểu đó là A luôn. Được chưa? À, đó là về đặc tính thương hiệu. À, rồi cảm ơn cái phần chia sẻ của các nhóm ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút xíu, khoảng cỡ 15-20 phút gì đó. Rồi chúng ta sẽ quay lại để nhóm tiếp theo các bạn trình bày về nội dung thiết kế thương hiệu nha. À, nhóm chuẩn bị ha.